người đàn bà số phận hẩm hiu phía trong căn nhà tình thương nhỏ hẹp của chị Nguyễn Thị Huệ, 46 tuổi. Ngụ xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, được hội phụ nữ xã Quỳnh Thạch hỗ trợ xây dựng chẳng có gì giá trị ngoài một chiếc giường nhỏ, giam bao tải lúa. Chị Huệ ngồi trên giường với dáng người khắc khổ, khuôn mặt khờ khạo, hốc hác. Dù mới xuất viện trở về, sức khỏe chưa ổn định nhưng chị vẫn đòi ra đồng mò cua, bắt úc, hái rau thuê để kiếm tiền nuôi con ăn học. Với người phụ nữ dở hơi này, đó là điều duy nhất chị có thể làm để thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm với con trai của mình. Chị Huệ vốn là một người đàn bà xấu xí, dở hơi lại mắc phải căn bệnh tim không thể lao động, cuộc sống phụ thuộc vào người mẹ già. Quá lứa lơ thì, nhiều người khuyên chị không lấy được chồng thì kiếm một đứa con để có cơ hội được làm mẹ, để sau này già yếu có người chăm sóc. Thế nhưng, hy vọng cuối cùng vụt tắt khi bác sĩ cho biết căn bệnh tim của chị không được phép mang thai vì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Đầu năm 2003, tôi thấy con có những biểu hiện bất thường như người mệt mỏi, thường xuyên nôn ói rồi ngất xỉu. Đưa đi khám mới bàng hoàng phát hiện con đã mang thai ở tháng thứ tư. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt thời gian dài, ngày đêm chỉ biết cầu mong con cháu được bình an. Cũng may con tôi vượt cạn thành công, cháu trai chào đời khỏe mạnh, bà Nguyễn Thị Sen, 73 tuổi, mẹ chị Huệ, chia sẻ. Cháu Nguyễn Tiến Nghĩa, 15 tuổi, con trai chị Huệ, chào đời trong hoàn cảnh như thế, không có cha và mang họ mẹ. Mang tiếng làm mẹ nhưng việc chăm sóc con, chị Huệ phó mặc cho người mẹ già. Thậm chí, đến cả việc cho con bú người thân cũng phải nhắc nhở suốt. Lo con phải bỏ học giữa chừng kể từ ngày con trai đi học, chị Huệ cũng bắt đầu tập làm quen với những công việc như móc lúa, móc khoai, mò cua bắt úc, hái rau thuê, nhặt phế liệu khắp các làng trên xóm dưới để bán đi, góp nóc tiền bạc gửi người mẹ già mua sách vở, quần áo cho con. Dù mồ côi cha, mẹ khu khờ nhưng Nghĩa tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, siêng năng, thông minh và rất ham học. Ngày chúng tôi đến Nghĩa đang đi học. Hiện Nghĩa đang học lớp 10. Nó nói với tôi là cố gắng nuôi con thêm 2 năm nữa tốt nghiệp sẽ nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền chăm sóc và chữa bệnh cho mẹ. Ngày còn sức khỏe, bà Sen một mình bươn trải ruộng đồng, làm thuê làm mướn khắp nơi nuôi con nuôi cháu. Khuôn mặt chị Huệ rạng ngời khi nhắc đến con trai. Thế nhưng mấy năm gần đây, tuổi già sức yếu, mắt mờ, tay run, bà không thể lao động. Anh em của chị Huệ đều đã yên bề gia thất, có cuộc sống riêng nhưng ai cũng khó khăn, dù thương mẹ con chị nhưng không giúp được gì nhiều. Cuộc sống của mẹ con chị Huệ trông chờ vào số tiền hơn 400.000 đồng trợ cấp xã hội mà chị Huệ nhận được hàng tháng. Bà Lê Thị Thường, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Quỳnh Thạch, chia sẻ, hoàn cảnh mẹ con chị Huệ rất đáng thương. Bản thân chị ấy là mẹ đơn thân, khu khờ lại mắc bệnh tim, không thể lao động, hiện đang hưởng trợ cấp của xã hội. 6 năm trước, Hội Phụ Nữ xã đã hỗ trợ xây cho hai mẹ con căn nhà tình thương trên đất của người anh trai ruột để hai mẹ con có chỗ ở. Địa phương cũng thường xuyên kêu gọi quyên góp để hỗ trợ cho chị Huệ nuôi con ăn học. Thời gian gần đây, bệnh tật chị Huệ tái phát, ngất xỉu thường xuyên, đi viện nhiều hơn ở nhà. Chị Huệ đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần. Con trai có nguy cơ bỏ học giữa trường. Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Huệ xin vui lòng gửi về địa chỉ, bà Nguyễn Thị Sen, xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. DT 01675-743-019 hoặc SK của chị Nguyễn Thị Hoa, cháu ruột chị Huệ 36242058890, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Hoàng Mai, Nghệ An. DT 0982543366